Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tám Đình Vlog nhé. Hôm nay mình có một chuyến trải nghiệm. Mình sẽ đi lên trên rừng để hóng gió, xả chết và tìm hiểu thêm về rừng núi liệu có phù hợp để làm những video làm về sinh tồn, thử thách hay không, và trên rừng có những thứ gì. Bây giờ mình sẽ mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau đi lên trên rừng khám phá, và các bạn xem video này xin vui lòng hãy đóng góp ý kiến cho mình để xem mình có nên làm những video liên quan đến rừng núi không các bạn nhé. Xin vui lòng hãy comment vào bên dưới phần bình luận. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Ở đây gió mạnh quá các bạn ạ. Trước mặt chúng ta có một cây cổ thụ rất chi là to. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn lên xem cái cây này là cây gì các bạn nhé. Một cái cây này có lập miếu thờ này. Các bạn nhìn nhé. Ốt sao không quay được nhỉ? Gió mạnh quá, bát hương đổ hết rồi các bạn ạ. Đây nhé các bạn nhé. Các bạn thông cảm nhé, mình không dám quay cây kia nữa. Cái cây đấy mình vào quay mà mình thấy rụng rời hết con người, mà cứ mỗi lần quay là không có quay được các bạn ạ. Cái gimbal của mình chỉ cần giơ lên quay được vài giây thôi là tự dưng nó bị gục xuống, không thể quay được. Vì vậy là mình cũng chưa kịp phát hiện ra cái cây gỗ này gọi là gỗ gì. Và đây là cây gỗ ở bên cạnh. Thôi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang khu vực khác các bạn nhé. Chứ ở khu vực này mình thấy rụng rời hết người rồi, lạnh hết người rồi. Bây giờ chúng ta chuyển đi khu vực khác các bạn nhé. Trước mắt chúng ta là có một cây quả. Cây này nhìn lá là mình cũng biết đây là cây vả rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào xem có quả chín không các bạn nhé. Vì cái giống vả này nó ra quả quanh năm các bạn ạ. Hết lứa nọ đến lứa kia. Đây là quê mình là quả vả này. Nhìn đang có rất chi là nhiều kiến các bạn ạ. Một khi đã có kiến
mà đi hái quả này mà có kiến thì là sẽ có mật các bạn nhé. Có kiến là có mật, vì loài kiến này nó rất chi là thính, rất chi là khứu giác, rất chi là tốt. Rồi mình sẽ hái thử một quả cho các bạn coi này. Đó. Đây nha, kiến bậu thế này là chắc chắn là sẽ có mật. Rồi mình sẽ hái thử một vài quả. Chúng ta sẽ cùng nhau. Đây. Rất chi là sai các bạn ạ. Mà quả nằm ở dưới đất này. Đây này, quả chín. Đấy. Đây này, chín quá rồi. Chôn vùi ở dưới đất luôn. Đấy, những quả chín là những quả nằm ở bên dưới. Cái giống này nó lại có quả mọc ở, mọc từ bên dưới mọc ra các bạn ạ. Đấy, rất nhiều. Quả bên dưới mới là quả ngon này. Đấy, hái được rồi. Nhưng lấy nó rất chi là khó khăn các bạn ạ. Sẽ cố gắng để xem moi được quả này không nhá. Úi rồi, gãy cuống rồi. Gãy cuống rồi các bạn ơi. Đây. Đấy. Đây. Thấy không các bạn? Chín đỏ này. Và nứt ra rồi này. Cái này tí mình sẽ đem đi rửa các bạn nhé. Đó. Cứ để đây. Rồi. Ok, nói chung là cũng khá nhiều rồi các bạn ạ. Đây nhá, bây giờ mình sẽ ăn thử tại gốc luôn. Đây này. Đó. Sẽ bóc nha. Đó. Bóc bằng tay này, không gọt bằng dao này. Đây nha các bạn nhé. Đấy, rất chi là ngon này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Quả này rất chi là tuyệt vời này. Đấy. Đây nha, vào rừng. Hái quả, ăn quả này là quả vả nhá. Ngoài Bắc mình gọi là quả vả này. Đấy. Đây nha. Xin mời tất cả các bạn nhé. Này. Đã có mật này, miếng này. Ngọt lắm các bạn ạ. Ngọt dã man luôn mà rất chi là nhiều mật này. Mật nhiều dã man. Mà thơm lắm. Mật này. Đấy. Rất chi là nhiều mật này. Mà rất chi là ngọt nha các bạn nhé. Đấy. Mời các bạn nhé. À. Bây giờ nhìn. Theo kinh nghiệm của các cụ truyền dạy thì khi ăn quả vả này mà trong khi chúng ta đói ấy, thì không nên bóc bằng dao mà nên bóc bằng tay để tránh trường hợp bị cồn ruột các bạn ạ. Các bạn xem video này xin vui lòng hãy bấm like và bấm đăng ký kênh miễn phí các bạn nhé. Điều đặc biệt nhất là xin vui lòng hãy đóng góp ý kiến vào dưới phần bình luận để cho kênh ngày càng phát triển hơn và có nhiều nội dung hấp dẫn hơn để phục vụ cho tất cả quý vị và các bạn thân mến. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn nhé. Bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tiếp theo nhé.